thuật pha kích là một phương pháp phẫu thuật điều trị tật khúc xạ, trong đó chủ yếu là cận thị và loạn thị, bằng cách là đặt một thấu kính đặc biệt vào trong mắt. Sau khi bạn đã được xác định là có đủ điều kiện để có thể phẫu thuật pha kích, thì quy trình phẫu thuật thông thường của chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc bước thứ nhất là vệ sinh làm sạch mắt. Bước thứ hai, bác sĩ sẽ tạo một đường mổ nhỏ ở trên rìa giác mạc của bạn. Thường đường mổ sẽ có kích thước khoảng 3mm. Sau đó, bác sĩ sẽ bơm nhầy vào trong khoảng trống ở tiền phòng để tạo một cái khoảng rộng đủ để cho nhân pha kích có thể đi vào trong mắt. Và sau đó, thấu kính đặc biệt sẽ được cuộn tròn lại và đưa vào trong mắt của bạn qua đường mổ nhỏ 3mm. Sau đó, bác sĩ sẽ tinh chỉnh thể thủy tinh làm sao cho ra sau mống mắt và phù hợp với trục loạn thị mà bạn đang có. Và cuối cùng sẽ rửa sạch chất nhầy, bơm phủ để đóng kín mắt mổ. Thấu kính của phẫu thuật pha kích sau khi đã đặt sau mống mắt thì bạn không thể quan sát bằng mắt thường. Chỉ có bác sĩ chuyên khoa mắt khi khám bằng những thiết bị đặc biệt mới có thể phát hiện được thấu kính pha kích. Và thấu kính pha kích sẽ giúp đem lại cho bạn một thị lực tương đối tốt và giảm những cái quang sai sau mổ. Ví dụ như các hiện tượng chói lóa, quầng sáng sau mổ sẽ ít gặp ở trên phẫu thuật pha kích.